48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, Robert Greene và Joe Efe. Nguyên tắc 17. Thật giả khó lường. Loài người là những sinh vật của thói quen, luôn muốn nhìn thấy người khác thực hiện những điều quen thuộc. Nếu ta nằm trong khuôn khổ đó, họ sẽ cảm thấy làm chủ được tình hình, hãy làm đảo lộn mọi thứ, chủ động tự tạo một vẻ khó lường. Thấy ta xử sự không nhất quán, không nhằm vào đâu, họ sẽ hụt hẫng và mỏi mòn giải đoán hành động của ta, đưa đến cực điểm chiến lược này có khả năng hù dọa và khủng bố. Nguyên tắc 18. Đừng xây pháo đài để tự vệ, đừng tự cô lập. Thế giới đầy nguy hiểm và kẻ thù có mặt khắp nơi, ai cũng phải lo phòng thân, pháo đài có vẻ là nơi an toàn nhất. Nhưng tình trạng cô lập này lại an ít nguy nhiều, bởi vì ta sẽ mất nguồn thông tin, trở thành một con mồi quá lộ liễu và dễ bắn hạ, tốt hơn ta nên trả trộn vào những người xung quanh và lôi kéo liên minh, đám đông sẽ che chắn cho bạn trước mũi dùi thù địch. Nguyên tắc 19. Đừng xúc phạm nhầm người. Trên thế giới này có rất nhiều hạng người, và tất cả họ đều sẽ không phản ứng như nhau với chiến lược của ta, chỉ cần ta đánh lừa hoặc tỏ ra lấu cá với người nào đó, và hắn sẽ bỏ cả đời tìm ta mà báo thù, hắn là con sói đội lốt cừu, vì vậy hãy chọn lựa kỹ càng ai là con mồi, ai là địch thù bao giờ xúc phạm nhầm người. Nguyên tắc 20. Đừng dấn thân với phe nào cả, chỉ có người dại dột mới nhanh nhảu kết bè tạo phái, đừng dần thân với bất kỳ phe nào hoặc đại nghĩa nào, ngoại trừ phe của chính bạn, giữ vững được độc lập ta sẽ đứng trên các phe khác, làm cho họ đối đầu với nhau và tìm cách tranh thủ ta. Nguyên tắc 21. Giả điên hạ địch. Không ai muốn mình bị xem là ngu hơn người khác, vì vậy mánh khóe ở đây là làm cho đối thủ cảm thấy khôn lanh, không chỉ khôn lanh mà phải khôn lanh hơn ta, một khi đã tin chắc như vậy rồi, họ sẽ không thể ngờ rằng ta còn hậu ý. Nguyên tắc 22. Chiến thuật quy hàng, biến nhược thành cường. Khi lực đang yếu, đừng bao giờ khăng khăng chiến đấu vì danh dự. Ngược lại ta nên đầu hàng, đầu hàng xong rồi ta có thì giờ phục hồi, thì giờ chọc tức và phiền nhiễu kẻ thù, chờ cho quyền lực đối phương tàn lụi. Đừng biếu cho hắn sự khoái chí khi đánh bại ta, hãy nhanh chóng quy hàng, thì giờ luôn má bên kia cho hắn đánh, xem như ta làm cho hắn bất ngờ và tức tối. Hãy biến sự quy hàng thành vũ khí quyền lực. Nguyên tắc 23, tập trung lực lượng, duy trì sức mạnh và năng lực bằng cách giữ chúng tập trung vào chỗ mạnh nhất, nếu đào giếng hãy đào càng sâu càng tốt, thay vì đào qua loa giếng này rồi nhảy sang đào giếng mới. Khi mưu cầu nguồn quyền lực để đưa mình lên, ta hãy tìm một người đỡ đầu chủ chốt, một con bò sữa sẽ cho ta sữa trong khoảng thời gian dài sắp tới. Nguyên tắc 24, đóng vai triều thần thật hoàn hảo một chiêu thần sẽ phát đạt trong một thế giới mà mọi thứ đều bị chi phối bởi quyền lực và sự khéo kéo về chính trị. Chiêu thần đó đã nhuẩn nhuyễn với nghệ thuật quanh co, hắn định bợ và quy phục cấp trên, sẵn sàng hạ gục tất cả các đồng liêu khắc để bám lấy vị trí quyền lực bằng những phương thức cạnh khóe và mềm mỏng nhất. Hãy học và ứng dụng các quy tắc của một kẻ chiêu thần và sự thăng tiến của bạn trong chiều sẽ không còn biên giới.